Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói Về vài tin tức Vừa rồi của Mỹ à, Mình sẽ nói Về chuyện gì Đang xảy ra Với cái nhóm uh, BRICS Và ở trong đó Có ai Ok, có nước nào Và Cuối video Thì mình Sẽ chia sẻ với bạn Nó liên quan với tiền điện tử như thế nào Cái sự lên xuống của nó Và Và Cái gọi là cái bonus Cái cho thêm Là mình sẽ chờ chia sẻ Những cái gì bạn nên đầu tư Nên đầu tư Những cái tháng Và năm tới đây để có gọi là có được tự do tài chính trở thành những người dầu có trong nước Việt Nam hoặc ngoài nước Việt Nam. Mình tên là Daniel, nhô tới từ tiên ở cái này, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Những thông tin cũ vừa rồi thì mình sẽ không đi uh, gọi là chi tiết, mình sẽ nói sơ về nó thôi. Uh, vừa rồi Mỹ uh, bắn xuống đầu bốn uh, cái uh, bong bóng, ok? Và cái bong bóng đó, đó là bong bóng của Trung Quốc nó được bay rất cao, ok, bay rất cao mà rất là khó kiểm soát. vừa rồi Mỹ đã bắn uh, rớt nó, và bốn cái, đâu, uh, à, một cái là ở bên uh, ở bên Mỹ uh, được bắn xuống, còn ba cái kia là ở bên đâu, bên uh, bên Canada, ok. Uh, Canada với Mỹ thì uh, nói chung nó cũng một phe với nhau và nó bắn xuống, ok. Uh, vừa rồi nó bắn xuống á thì uh, điều tra ra Ok, ngay bây giờ thông tin là nó là của của Trung Quốc. Và những cái cái bong bóng này được bay lên thì thường thường cái nó bay lên chủ yếu người ta đang suy đoán là nó bay theo để nó đang kiểm tra những cái chỗ mà những cái chỗ mà đang nó đang chứa súng đạn và binh lính của nước Mỹ. Mà tại sao nó có những cái cái bong bóng này bay lên để để để, để chủ yếu là quan sát cái quân sự của nước Mỹ Và để mình nhắc luôn Cái kinh này không phải là cái kinh về Gọi là chính trị Nhưng mà nó là cái kinh về tài chính Tài chính và tài chính Và điện tử là chính Tiền điện tử là chính, Bitcoin là chính Nhưng những thông tin này bạn phải phải biết Bởi vì nó liên quan Tới cái sự lên xuống của Bitcoin Cũng giống như tiền điện tử Ok Thì vừa rồi nó bắn bốn cái xuống nha bốn cái bong bóng xuống, ok mà bong bóng này chủ yếu là để để gọi là spy để quan sát binh lính đội à, ok binh lính của nước mỹ nha binh lính của nước mỹ và bên uh, bên canada yeah. và nếu bạn không có sống giữa dưới cái hòn đá những cái ngày vừa rồi thì bạn cũng đã biết là cái vụ mà cháy nổ xe lửa bị rơi cái đường ray nghe ở bên Ohio và có thể là những người Việt Nam sẽ không cập nhật được những người nào những thông tin này nhưng mà chắc chắn nếu bạn là một người Việt Nam ở Mỹ thì bạn phải biết phải biết ok thì vừa rồi nó có một chiếc xe xe lửa chứa rất là nhiều uh, cái gọi là chemical nghe gọi là cái chất rất độc nghe và vừa rồi nó rời cái đường ray đường ray xe lửa và nó nó gọi là nó cháy tung nghe cháy tung thì đây có rất là nhiều video là nó, nó nó, cái cháy nó như thế nào nghe nó nó rời cái đường rầy rồi nó cháy rồi vậy ok nó cháy rồi vậy thì đây là giờ cái đây là cái bầu trời của bên cái thành phố Palestine đúng không Ở uh, Ohio một bầu trời đen như thế nó uh, cái sự mà gọi là ảnh hưởng tới con người sức khỏe nguồn nước nguồn không khí thì không có thể tưởng tượng được và ngay bây giờ là à, người ta đang ra phương án để xử nó và đây là cái bầu trời, đó bầu trời đen của cái, cái 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 thành phố đó thì bạn cứ nghĩ xem nếu bạn có người thân hay là gia đình bạn ở đây thì sao biết là mình đang ở Việt Nam mà nó quan tâm gì đó đúng không nhưng mà nó quan tâm hết nó là liên quan hết với cái túi tiền của bạn, okay, túi tiền của bạn ok thì để cái đầu tiên là bắn bắn những cái nào những cái balloon xuống đúng không? OK, rồi uh, rồi bột trời đi, OK, cháy nổ. Riêng ông uh, uh, President Biden thì vừa rồi thì ông uh, người ta biết bao nhiêu người dân của cái thành phố này thì đang lo sợ và đúng không, lo sợ sợ hãi uh, và và có thể có bệnh hoạn luôn. Nghe những cái vụ này không ai chết hết nhưng cái, cái vụ này là một vụ nó có thể những cái cái độc đó nó sẽ thấm vô cái nguồn nước và nó thấm vô bầu trời và nó sẽ làm tổn thương những con người dài hạn chứ không phải là ngắn hạn. Nhưng uh, cũng trùng hợp là lúc nó xảy ra thì Biden uh, đã đi qua Poland để ăn ăn mừng cái sự chiến tranh, nghe yeah, cái gọi là cái 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 cái, cái uh, chiến tranh với uh, uh, ông tổng thống uh, Ukraine. Ok, ok. Nhưng mình đang chết đang lo sợ thì Uh, mình đi du lịch để ủng hộ một nước khác chiến tranh. Có nghĩa là sao? Và mình sẽ kể cái câu chuyện đó hơi 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 rõ ràng cho bạn những cái giây phút tới đây. Uh, riêng uh, ông uh, ông Biden là tổng thống ngay bây giờ thì đi đi du lịch đi chơi, nghe đi cổ vũ, ok ăn mừng. Còn ông uh, President Trump, ok uh, tổng thống trước đây thì uh, chuẩn bị uh, qua Ohio, nghe Ohio để coi nó cái sự Sập đổ vừa rồi như thế nào okay. À, đây ok thì nếu bạn cũng đã biết rồi à, lịch sử thường thường á đi lại lịch sử trước đây thì cứ qua khoảng cỡ 100 năm hơn chút xíu là nó phải thay đổi cái người quản lý trái đất ngay bây giờ là Mỹ trước đó là nước Anh nước Anh quản lý hết hết trái đất luôn. Ok, rồi trước đó là vừa là gọi là Spanish đúng không? Spanish là gì ta? Spanish. Ok, mình không biết gì tiếng Việt. Ok. Thì cứ qua mỗi hơn 100 năm là nó thay thế cái nước lãnh đạo lãnh đạo thế giới. Và nước Mỹ đã lãnh đạo thế giới cũng hơn 100 năm rồi. Hơn 100 năm rồi. Ok. Thì có những cái chương trình người ta đang đi để để đánh vỡ nước Mỹ. Và nước Mỹ uh, trong nước và ngoài nước, ok. Thì trong nước nó có cái những cái cái cho nó có cái những cái thứ nó đang xảy ra ở trong nước Mỹ. Và nó sẽ làm tổn thương nước Mỹ và nó làm sụp đổ nước Mỹ. Cũng giống như là uh, nhóm này đấu tranh với nhóm kia. Đủ thứ đang xảy ra ở trong nước Mỹ nó cũng giống như là gọi là đơn giản là giống như một cái nồi nồi cháo heo á đủ thứ đang xảy ra mà rối tung trong nó hết, ok. Uh, trong một vấn đề là giống như là cái gọi là cái 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 uh, cái thẻ tín dụng mà nước Mỹ sử dụng á, có nghĩa là cái, cái 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 nợ của nước Mỹ á thì ngay bây giờ nó đang nằm ở trên nóc nhà rồi. người ta phải nhóm này với nhóm nọ phải ngồi xuống uh, nhóm nhóm gọi là hai cái nhóm gọi là dân chủ và độc lập gì đúng không? phải ngồi xuống và ra phải quyết định và ra phải đẩy cái, cái, gọi là cái sẽ tín dụng nó lên nữa gọi là cái nợ nó lên nữa chứ không là nước mỹ sẽ sụp đổ ok và cái sự quyết định đó là cũng chỉ vài tuần nữa thôi người ta phải quyết định ok càng ngày thì nước mỹ càng nợ ok và nó không có cái đường ra ngoài chữ in ok nhưng đây là một chuyện rất là quan trọng ok thì vừa rồi nga đánh ukraine ở đây mình không bàn luận là nó có sai hay đúng nhưng Mỹ uh, dùng tiền, đúng không? Là một cái vũ khí, ok. Đá nga ra một hệ thống giao dịch tiền trên toàn thế giới là SWIFT, ok. Và bao nhiêu tiền của mà của nga ở trên những cái nền tảng khác ở ngoài thế giới thì được đã bị ngăn chặn, ok. Và Mỹ đã áp dụng cái phương pháp đó gọi là ngăn chặn, ngăn chặn, ngăn chặn, ok. Mày làm gì sai thì tao sẽ ngăn chặn, tao sẽ không cho mày buôn bán với một nước khác, tao sẽ làm cái này cái nọ với mày. OK thì cái chuyện đó nó đã xảy ra với cả trăm ngàn nước rồi, cả trăm nước rồi trong lịch sử, OK trong lịch sử. À, thì cái đó là những thông tin thật mình bỏ lên trên bàn, mình bỏ lên trên bàn cho bạn quan, uh, cho bạn tham khảo. Thì ngay bây giờ, tại sao nó quan trọng? Thì ngay bây giờ uh, nó có một cái nhóm là BRICS, đúng không? Thì BRICS là ở trong đó nó có, nó có vài cái nước thì mình chút nữa mình giải thích cho bạn. Nhưng ngay bây giờ cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine không phải là Nga và Ukraine nào, nhưng nó là giữa Nga và và Mỹ và và cái nhóm NATO vậy thôi ok vậy thôi bạn cứ cần biết vậy thôi ok chứ không phải là không phải Ukraine nào. Ukraine không có gì hết bóp cái chết liền ok bởi vì vậy Mỹ cung cấp súng đạn và cái nhóm NATO cung cấp ok cung cấp đủ thứ hết đúng không Mỹ đã đẩy qua Ukraine biết bao nhiêu nhiêu tỷ đô la rồi và vừa rồi đẩy thêm súng súng đạn nữa đúng không thì cái đó không phải là chiến tranh giữa giữa Ukraine và nga đâu ok nó giữa giữa NATO và nga giữa giữa Mỹ và nga ok và đó là cái chiến tranh mà nó đang nó đang kéo dài và và nó những cái gì nó đang xảy ra thì nó vẽ ra một cái bức tranh không có không có êm dịu nha những tháng và năm tới đây Ok thì riêng cái nhóm BRIC nếu bạn chưa biết là năm cái nước mà gọi là lớn nhất đó, là Brazil nè, nga nè, India nè là Ấn Độ, Trung Quốc nè, Sao ok Sao Africa mới, mới 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 tham gia và có rất là nhiều những cái nước khác đang đăng ký tham gia và chuẩn bị sẽ được nhận nha và và họ là những cái nước là cái cái nhóm brick á, sẽ overthrow sẽ đánh vỡ cái 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 nước Mỹ thì cái thông tin đó rất cực kỳ quan trọng cho những người Việt Nam ở nước Mỹ những tháng và năm tới đây nếu mà chiến tranh xảy ra ok lạm phát sẽ sẽ lan lan là, truyền nước Mỹ ok một cái trứng vịt lộn thôi hay là bên đó không có ăn, ăn trứng vịt lộn đúng không? ở bên đó ăn trứng bình thường một cái trứng thôi thôi có thể cost 5 tới 10 đô thì liệu tới lúc đó bạn có còn sống được ở nước Mỹ không? và đây mình gia đình mình ở bên Mỹ trước đây mình ở bên Mỹ đúng không? ok thì đó là những thông tin bạn nên 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 suy nghĩ tới cho cho những thời gian rất ngắn tới đây chứ không phải dài đâu ok ở đây, uh, President uh, Iran, đúng không? Iran thì uh, mới 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 bắt tay, bắt, bắt tay với Trung Quốc, muốn xin vô cái cái nhóm BRIC, OK, xin vô, Rất là nhiều rất rất là nhiều nước đang xin vô, OK. Cũng giống như đây, OK. Uh, Algeria, OK, uh, đăng ký rồi đây, OK. Argentina, Iran, OK, đăng ký luôn rồi, đăng ký luôn rồi, để để vô, OK. Thì lỡ mình ở đây thì mình đã nói luôn rồi là nước Mỹ đã nắm đầu thế giới một thời gian dài. Ok, nắm đầu thế giới một thời gian dài. Và mình là một người Mỹ thì mình không có gọi là không có vỗ tay và đánh trống chúc mừng nước Mỹ. Ok. À, và nước Mỹ đã làm rất rất là nhiều thứ sai. Sai. À, những cái cái năm vừa rồi nó lãnh đạo nó nó nắm đầu thế giới. Ok. À, và đây là một cái nhóm nó đang gọi là cạnh tranh với nước Mỹ với những cái nước mà phe nước Mỹ một cách một cách rõ ràng. Ok. Và cái cái tiền á, reserve currency á thì những cái nước này thì nó là nó sẽ đang nó đang tạo ra một cái gọi là international reserve currency để chống lại cái tiền đô la. Thì ở đây là cái kinh tiền ở Canada bởi vì vậy mình nói về tiền mình đã mình đã làm một trăm mấy có không biết bao nhiêu cái video nói về cái tiền đô la và tiền đô la sẽ sụp đổ những năm tới đây thì cho những cái người Việt Nam nghe những cái Việt Nam những người già thường thường đó, người ta cứ ôm được có bao nhiêu tiền là đổi vào tiền đô la ôm nước Mỹ chuẩn bị sụp đổ nó không phải là nước nắm đầu thế giới nữa rồi nghe và tiền đô la sẽ bị sụp đổ và nếu mà bạn ôm tiền đô la thì có chết chết và chết mà thôi trong tương lai tới đây, ok và và mình cái mình có những người bạn thân cũng rất là quý và ôm tiền đô la cứ mua tiền đô la rồi lên bán bán nó nhưng cái đà tiền đô la đi xuống ngay bây giờ thì cao hơn nếu mình nói về dài hạn sẽ cao hơn tiền đô la đi xuống, okay? ok cẩn thận cẩn thận cẩn thận và mình sẽ chia sẻ những cái này tới những người bạn thân thương của mình và đây à, vừa rồi Nga, Nga và Trung Quốc. Nga uh, thì uh, vừa rồi là South Africa. South Africa mới uh, gọi là châu Phi á, uh, mới mới tham gia vô cái nhóm BRICS. Thì đây uh, Trung Quốc và Nga Nga ra qua, Nga South Africa để uh, có một sự chuẩn bị về súng đạn, đúng không? Đẩy những con tàu này qua để thực tập với South Africa bởi vì South Africa hồi đó giờ mình nói không chê chết gì hết thì người về súng đạn thì người ta chỉ có những cái cây những cái hòn đá thôi Nói chung là như vậy là, 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 là thứ là bởi vì vậy thì bởi vì vậy nên những cái nước trước đây đã lãnh đạo thế giới thì đã qua anh đó chủ yếu là uh, lấy hết tài nguyên của họ và và bởi vì vậy thì uh, nước của họ rất là có rất là nhiều tài nguyên nhiều nhiều thứ quý để được ăn trộm Ok nhưng uh, giống như South Africa thì thì chỉ nghèo nghèo và nghèo thôi người ta vô trong South Africa chủ yếu là để bóc lột những cái người Mỹ đen. Vậy thôi để lấy hết tài nguyên của họ. À, và đây thì cái lần này lần đầu tiên là à, vừa rồi South Africa là là tham gia cái cái nhóm BRIC Ok. Và bây giờ là Nga và Trung Quốc. Ok, kết hợp với với South, uh, South Africa để để có một sự chuẩn bị nếu có chiến tranh xảy ra. Ok, và mình chắc chắn mình nghĩ rằng là phải có chiến tranh xảy ra bất cứ lúc nào. Một gọi là một cái superpower, một cái người quản trị thế giới ok quản trị thế giới bộ quản trị thế giới đúng không và bây giờ có một cái nhóm được gọi là nhóm mà brick nó đang cạnh tranh với cái nước mỹ và những người bạn của nước mỹ thì không bao giờ mà một nhóm này nó đang cạnh tranh với nhau mà nó không bao giờ hòa thuận với nhau được hết ok cái phần trăm mà nó phải va chạm và nó đánh nhau thì rất là cao nó phải có một cái cuộc chiến xảy ra và ngay bây giờ nó nói cái cuộc chiến Ukraine và Nga nó là cuộc chiến cùng Mỹ với những người bạn của nước Mỹ chứ không phải là okay. nhưng mà cái cuộc chiến này có thể là bự hơn, tăng tốc độ lớn hơn, ghê gớm hơn ok để nó gọi là nó phải nó phải trong một cái nhóm này nó phải đánh vỡ để nó xác định ai là ai là ai là ai là cái nhóm nấm đầu thế giới ok và cái phần trăm mà Mỹ sụp đổ thì rất là rất là cao nghe rất là cao okay. uh, nếu bạn nghe được tới đây tìm được giá trị hay là coi những video khác tìm được giá trị nhớ đăng ký cái kênh nghe nhớ đăng ký cái kênh vậy thôi ok để YouTube lan tỏa những cái thông tin mình truyền đạt tới những cái người cần những thông tin mình truyền đạt cảm ơn bạn cảm ơn bạn anh đây ok Soon, BRICs will reject Western sanctions on uh, Syria. Thì bất cứ một cái nước nào mà Mỹ không thích thì Mỹ sẽ dùng gọi là ngăn chặn, OK, không cho những nước khác quay với mày, à, không cho cái này cái nọ, OK. À, bởi vì vậy, OK và uh, soon uh, brick BRICs will reject BRICs, nhóm BRICs sẽ xóa bỏ những gì, cái nước, uh, cái gọi là những cái nhóm mà Western, OK, ngăn chặn Syria, OK, Syria sẽ 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 vô cái nhóm brick và đá vỡ những cái gì. Ok, à, đá vỡ những cái cái gì? Nước Mỹ đang ngăn chặn Vậy thôi. Ok. À, cái màu cam đậm là những cái nước nó đang nằm ở trong cái nhóm brick rồi. Ok và nó gọi là rất là nhiều giống như Trung Nga nè, Trung Quốc nè, Ấn Độ nè, này, Brazil nè, này, South Africa nè. Thấy không? bên đây nguyên chỗ này nga nè trung quốc nè india nè brazil nè south America là có nghĩa là chỗ nào nó cũng có mặt hết rồi đúng không và cái cam là proposed uh, brics member là đây là những cái nước mà nó muốn tham gia giống như egypt nè saudi nè iran nè đúng không ok algeria nè thì đây là những cái nước ok argentina là những cái nước là muốn muốn tham gia và những cái những cái tháng và năm tới đây thì nếu mà họ tham gia thì cứ nghĩa là cái nhóm BRIC này nó còn lớn hơn nước Mỹ nữa hay là những cái nước mà đang theo nước Mỹ. nghe yeah. ok ok. Thì thế giới sẽ đi đâu? thế giới sẽ đi đâu? À, đây là một cái hình. Ok nó đã vẽ lên 100 năm trước rồi. 100 years old cartoon could be today. Nó vẽ đã đã vẽ cái hình này là hình một cái hình cũ 100 năm trước rồi đó. Thì đây là Trung Quốc nè. Đúng không? Ấn Độ này, Châu Phi này, và đây là Mỹ này, đúng không? Anh này và Pháp này, thì đây là những cái nước mà hồi đó là gọi là quản lý trái đất, đúng không? Những cái nước mà là là đi qua nước này nước nào để đánh người ta rồi chiếm nước người ta, rồi lấy tài nguyên của người ta, đúng không? riêng thằng Mỹ tại sao nó đi chiến tranh ở Iraq trước đây và mình là một người lính trong cái chiến tranh đó chủ yếu là lấy dầu mỏ đúng không? Okay. tiếp tục à, nếu bạn không biết Ray Dalio là ai Ray Dalio thì bạn phải học đây Ray Dalio là một người tỷ phú đô la một người trước đây đã thành lập ra Bridgewater là một cái nền tảng uh, đầu tư lớn nhất gì thế giới đã nắm cả tỷ 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 đã giao dịch giúp người ta uh, giao dịch tỷ 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 đô la, ok trước đây, ok và ông ông gọi là xuống chức rồi, ok già dạ rồi, thì ông có ghi rất là nhiều, nhiều cuốn sách, ok và riêng cái video này nó nói về cái changing world order là nó nói là mấy sập đổ Trung Quốc lên nắm đầu và những nước khác lên nắm đầu thì đây Ok và cái video này đã được đẩy ra rất là lâu rồi nếu bạn chưa uh, tham khảo nó và đã được 28 triệu người coi nó. Ok thì đây là một cái video biết là, là tiếng Anh không biết bạn có thể dịch ra tiếng Việt mà bạn nên tham khảo. Ok bởi vì nó sẽ cho bạn một cái sự chuẩn bị những năm tới đây, tháng tới đây, năm tới đây. Ok Ray Dalio. Ok. Uh, thì riêng ở đây thì nó có một cái phụ phẩm vấn. How concerned are nha yeah, phỏng vấn với uh, uh, Robert Kiyosaki đúng không cái okay, ông những cái cái ông mà ghi cuốn sách cha nghèo cha giàu và những cuốn sách mà rất là uh, có giá trị nha yeah, và đã được dịch ra tiếng Việt thì uh, the, um, cái riêng cái này á thì nó nói về cũng là nói về cái nhóm BRIC OK và nó nhóm là nói cái cái US Dollar á, còn có thể gọi là Petro Dollar có nghĩa là uh, tiền đô la dầu mỏ OK, dầu bỏ tiền đô la. Thì để mình nói luôn, mình giải thích luôn một sự ngắn chọn ngắn ngọn là trước đây, tiền đô la được chống lưng bởi vàng và, và sau khi mà chiến tranh Việt Nam, sau khi 1900, 1971, có rất uh, cứ nghĩa là vậy nè, hồi lâu nước Mỹ kêu tất cả mọi nước trên thế giới trước 1971 kêu tất cả mọi nước trên thế giới mày đưa tao vàng tao đưa tiền đô la cho mày sử dụng cho nó dễ hơn, cho nó nhẹ hơn, cầm nó dễ hơn, dễ sử dụng hơn. Tiền đô la có rất là nhiều giá trị, đúng không? đưa tao vàng, sau đó tất cả mọi nước đưa nó Mỹ vàng, đúng không? thì Mỹ đưa tiền đô la và Mỹ tuyên bố là bất cứ lúc nào mày muốn lấy lại vàng, mày cứ đưa tiền đô la lại cho tao là tao tao đưa vàng lại cho mày. và lúc, ok, lúc mà Mỹ nó nó nó, nó có chiến tranh với Việt Nam và trước đó nó in rất là nhiều tiền đô la và nó rải nó rải và nó không chống lưng bởi vì gì hết rồi sau đó sau chiến tranh việt nam bởi vì chiến tranh mà nó in rất là nhiều tiền tốn rất là nhiều tiền của đúng không thì sau đó là những cái nước khác tới lại mỹ gõ cửa nói mỹ ơi tao muốn lấy vàng của tao lại tao muốn lấy vàng của tao lại thằng mỹ nó nó coi những cái nước này nó coi cái số tiền đô la người ta muốn đổi lại vàng tới nhìn trong cái kho của nó thì nó không đủ vàng bởi vì vậy Nixon ra tuyên bố 1971 ra tuyên bố là Tao ta, ta không đổi vàng lại được nữa Tao không đổi đô la với vàng nữa Và đó Cái lúc đó là cái lúc mà nước Mỹ đã phá sản Đã phá sản Thật phá sản 1971 Nhưng từ đây Từ 1971 tới bây giờ là 50 năm Nó đã kéo dài Và bởi vì vậy nó ra một cái luật mới Ok nhưng bây giờ này cái tiền đô la của mày đang giữ của tao á Bây giờ mày không đổi được vàng Nhưng mày có thể mua được dầu vỏ Mua được dầu mỏ Đúng không? Và tao là cái nước quản lý dầu mỏ mà Ok Thì mày có thể mua được dầu mỏ Thì nó ra một cái luật á Là gọi là petrodollar Là xăng dầu tiền đô la đúng không? Bởi vì vậy thì nó bắt buộc tất cả những cái nước trên toàn thế giới Lúc mà mày bạn mua dầu mỏ Thì bạn phải dùng tiền đô la Với mục, mục đích để làm chi? để người ta những cái nước đó có sự sử dụng với cái tiền đô la chứ không nó là giấy 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 thì sao đúng không thì bạn có thể dùng tiền đô la để mua mua dầu mỏ và lúc đó nó không tiền đô la không có chống lưng bởi một cái gì hết bởi vì nó chống lưng bởi vì cái tiếng nói của nước mỹ và chống lưng bởi vì cái máy in nó in từ không khí ra thôi tiền đô la được in từ không khí ra chứ không tốn kém gì hết không tốn kém gì hết ok và bởi vì vậy nó bắt buộc tất cả những cái nước trên toàn thế giới Mày mua dầu mỏ thì mày phải mua với tiền đô la để cái tiền đô la nó được giữ giá. Ok, bởi vì tiền đô la ok, để tiền đô la nó được, nó được giữ giá và bởi vì nước Mỹ là cái nước có súng ống lớn nhất, một okay, cái mạnh bạo nhất và nói vậy thì bạn mày bạn mày mày phải tuân theo. Chứ mày không tuân theo thì mày mệt. Ok, ta có thể vô nước mày và lật đổ nước mày một cách rất là dễ dàng. Và chuyện đó đã xảy ra rất là nhiều nước trên toàn thế giới này. Ok Thì đây Robert Kawasaki chơi luôn để you about the Mình sẽ tắt cái volume Ok uh, Thì ông ta cũng nói uh, Là ok cái nhóm BRIC Là nó đang tạo ra Và rất là nhiều nước khác uh, Chuẩn bị tham gia tham gia Và chuẩn bị tới đây Nó sẽ thay, thay thế cái tiền đô la Với một cái tầm tiền khác Ok Thì đây thì ông ra tuyên bố uh, Say to people by gold and silver Gold and silver là hai thứ ông ông có đầu một cái sự đầu tư lớn ở trong đó với bất động sản luôn, ok và thứ hai you want to stay in real real, uh, real asset, ok uh, nhưng mà ở, uh, ở trong đây nó thiếu là ông muốn người ta đầu tư vào bitcoin thôi, ngay bây giờ ông cổ vũ là vàng bạc và và bitcoin, ok bitcoin mà tại sao là bitcoin, ok tại sao là bitcoin okay. uh, riêng nói về vàng, ok trung quốc vừa rồi nghe uh, À, thu nhập mua thu thu gom import nghe the high, highest level since 2018 trung quốc mua vàng nhập vàng nghe cao nhất nghe cao nhất uh, cái năm vừa rồi đó, là rất là cao so sánh với so sánh với cái cái level với 2018 thì người ta biết gì mà tại sao người ta cái năm vừa rồi người ta nhập vàng như vậy ok biết rằng trung quốc nghe là một cái nước sản xuất vàng nhiều nhất nhưng mà tại sao still import like amounts? Biết là Trung Quốc sản xuất rất là nhiều vàng mà tại sao người ta cứ nhập thêm nữa là tại sao? Okay. Uh, BRIC is now working on a new reserve currency. Cái nhóm BRIC là cái nhóm có có Brazil, có Ấn Độ, nghe và và, và Nga, Trung Quốc Ok, và vừa rồi là South Africa và những cái nước nhỏ nhỏ khác nữa chuẩn bị tham gia. Ok, và người ta sẽ thành lập một cái reserve currency là một cái currency cho cái nhóm của người ta có thể sử dụng. Những năm tới đây. Và tiền đô la của bạn sẽ đi đâu? Ok. Ok. Thì đây, ok, đây là một bức tranh 24.000. Thì những cái người mà đầu tư tiền điện tử và theo cái kênh này thì rõ ràng là chỉ quan tâm về tiền điện tử không thôi. Nhưng những cái gì vừa rồi mình mới chia sẻ nó tác động tới tiền điện tử, cổ phiếu, cổ phần, bitcoin 1.000%. 1.000% chứ không phải 100%. Trăm trăm. Ok. Thì uh, biết là ok vừa rồi nó ở đây rồi nó lên tới đây, thì nó bay bỏng ở đây thì uh, nó rớt xuống chút xíu là mọi người uh, gọi là cởi quần chạy hết rồi. nghe ok. Gọi là gọi nó, nó 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 có cái câu nói ở bên Mỹ là uh, chừng nào mà sống ở bên bị à, sống nó rút xuống thì mới biết là ai là người ở trần chuồng thì bị nó càng rớt xuống càng nhiều thì biết là những cái người đó là những người đầu tư không vững chắc ở cái trần chuồng ok giá vẫn 24 và đã nói hồi tối mình có làm một cái cái mình có nhắn lên một cái tin ở trên Twitter nhưng mà mình nhìn mình tưởng nó đã tới được 23.300 rồi chứ là cái cái con số mà nó rất là quan trọng nó có thử thử thách cái đà đi xuống này nhưng mà hôm qua hồi tối hôm qua là 24.300 bởi vì vậy mình xóa cái tin đó chứ uh, mình không bao giờ xóa tin hết Ok uh, biết là mình mình đã coi con số sai thôi nhưng mà lần sau mình sẽ không xóa nữa mình sẽ nhắn lại là mình nhìn nhìn sai con số uh, vừa rồi tiền điện tử thì nó chả gì có gì mới mẻ hết nghe nó vẫn còn nằm trong cái khung vẫn là cái đà đi lên nếu nó giữ được 23 350 nha, 23.350. Ok. Nếu vẫn giữ được con số đó thì cái đà đi lên vẫn còn rất là cao là 60 60% chớ đừng có coi mày từng giây từng phút từng giờ thì nhức cái đầu mà làm tổn thương con tim bạn chứ không là gì hết quên nó đi nếu vẫn nằm trên 23.300 là cái đà vẫn đi lên ok và đã đó là thông tin mình muốn trao cho bạn ok à, riêng bitcoin thì nó là vậy nè bất cứ lúc nào khủng hoảng xảy ra À, vừa rồi nga và ukraine vừa bắt đầu chơi đánh nhau số lượng người ta nhảy vô mua tiền điện tử bitcoin chỉ có bitcoin và ethereum thôi cực kỳ nhiều cực kỳ nhiều vừa rồi thằng à, cái đồng à, pound đồng của anh đó rất giá làm phát đi cái vèo lên ở cái trái phiếu trái đồ loạn luôn ở bên nước anh thay thế người quản lý nước anh trong vài tuần loạn đúng không nước anh loạn người ta đi đâu người ta nhảy vô người ta mua bitcoin Ok Cái sự một tuần thôi Nó lên tới một ngàn mấy phần trăm Ok Ngàn mấy phần trăm Thì Cũng giống như uh, Cái ông uh, Ông này Robert Kiyosaki Ông nói là nên mua Ok Nên mua Nên mua uh, Nên mua Nên mua Vàng Bạc Ok Và khi uh, Kì Ok vàng bạc và và bitcoin ok và mình cũng đã đăng cái tin đó lên cho bạn rồi ok nó nói vàng á có lẽ lên tới một nghìn à, một ao bạc lên năm năm bitcoin lên tới 500 trăm năm ngàn một đồng ok fake money us là fake money nghe là tiền giả nghe và những cái đồng tiền khác trên toàn thế giới cũng là giả luôn ok à, để cho bạn biết ok thì lúc mà chiến tranh xảy ra chiến tranh xảy ra thì bạn đầu tư vào đâu và đó là cái câu hỏi của quan trọng mình muốn chia sẻ cho bạn cái trong cái video này đúng không ok cũng giống như ông uh, Robert mình đồng ý vàng nhưng vàng á đừng có mua mua, mua là phải cố gắng mua những cái cái miếng 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 cái miếng á và mua cái, của cái, của cái, cái mua chứ không phải là mua chỉ bởi vì lúc mà nó có lên bạn đem tới tiệm vàng bạn bán á, nó cũng không có lời Bởi vì cái giá của Việt Nam này á, nó không lệ thuộc do giá quốc tế mà nó lệ thuộc do cái giá của cái tiệm vàng đó Nhưng nếu bạn có thời gian không cần cái đồng tiền đó thì mua vàng Cất đầu cất Vàng và phải mua miếng, miếng bự Nghe cất đầu cất Ok vàng và cái thứ hai, ok mình không khuyến khích mua bạc bởi vì bạc nó không có giá trị ở Việt Nam, ok cái thứ hai là bạn phải mua bitcoin bởi vì lúc nào cái sự loạn nó xảy ra thì vừa rồi là mình có uh, nga vừa đánh ukraine ok người ukraine nhảy và nga nhảy vô mua bitcoin rất nhiều ok vừa rồi có có sự sụp đổ của nước anh thì nước anh những người ở nước anh nhảy vô mua tới một ngàn mấy phần trăm luôn tăng trưởng tăng trưởng luôn trong một tuần trời và giá cũng đi lên, Bitcoin cũng lên lên. Thì nếu mà Trung Quốc đánh đánh Taiwanese là Đài Loan. Đài Loan. Ok, và Mỹ sẽ cạnh tranh ở cái gọi là cái biển Đông. Đúng không? Đánh nhau. Ok, à, hay là đánh nhau với những cái nước khác nữa thì bạn nghĩ sao? Vàng. Vàng. Nghe. Vàng vàng vàng. Ok vàng và bitcoin sẽ đi lên bitcoin sẽ đánh thắng vàng với cái phần trăm tăng trưởng và một thứ nữa bạn nên quan tâm là bất động sản luôn bất động sản ok à, bất động sản luôn bởi vì lúc mà nó chiến tranh xảy ra đó là nó, nó rất là vất vả nó vất vả à, có thể là tất cả mọi thứ giá cả rồi nó phải đi lên ok những cái thứ mà à, có những cái người mà giống như mình là ở Việt Nam này mà mình ăn những cái thức ăn giống như của Mỹ hay là những cái đồ nhập á thì giá chắc chắn phải lên rồi. Đúng không? Nó sẽ khó khăn hơn để nhập những cái đó thứ đó. Đúng không? Ok. Và bởi vì vậy thì giá nó sẽ đi lên. Thì mình khuyên nếu có bất động sản nếu nếu mua được bất động sản mua. Cứ để đó. Cứ để đó. Đất nó không có chết. Nha. Mua bất động sản. Mua nếu mua được mua được uh, cái vườn này cái 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 chỗ mà, mà những cái cái vườn mà thầy bạn có thể xây nó nó có bao nhiêu mét đất xây dựng luôn á bạn có thể xây dựng ở trên đó mà có thể trồng trọt và làm sao á à, ngay bây giờ nó có cái phòng trào á ở bên mỹ nó cũng vậy có phong trào là người ta tự sống người ta mua một mảnh đất ok người ta lấy điện á thì từ năng lượng mặt trời nước thì từ ở, ở ở giếng hay là một cái hệ thống khác mưa đúng không có những cái vùng rất là mưa rất nhiều người ta lấy từ nước mưa người ta dùng và người ta không lệ thuộc vô nhà nước bởi vì nhà nước không có lại thuộc vô nhà nước được bởi vì nhà nước không có quan tâm tới 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 công nhân đâu. Công nhân, người công nhân, người bình thường nhà nước không có quan tâm. Và cái đó là là cái câu chuyện trên toàn thế giới chứ không phải riêng 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 gì nước Mỹ. nghe. À, thì nếu mà có một cái cuộc sống độc lập sau này á thì nó rất là tốt bạn nên suy nghĩ về về nó. Suy nghĩ về nó. Okay. Và đây, à, nhắc lại thêm một lần nữa ngay bây giờ cái phần trăm mà người coi video của mình ở nước Mỹ thì chỉ có 6% thôi. Và mình cố gắng tăng trưởng nó. Nếu bạn coi được tới đây và bạn là một người Mỹ và cái video này nó có rất là quan trọng cho những người Việt Nam ở nước Mỹ thì nên đăng ký cái kênh. Nghe mở cái chuông lên để cập nhật những thông tin mới mới nhất. Đây là cái thị trường uh, của tiền điện tử ngày hôm nay. Nghe 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 đây và và biết là nó đỏ nhưng mình nghĩ tương lai là nó sẽ lên được những cái mức mà mình đã suy đoán nghe suy đoán trước đây với những cái video vừa rồi nên coi nếu bạn chưa coi mình sẽ bỏ cái cái link một cái video mới nhất ở dưới cái video này để cho bạn tham khảo và tương lai những cái con này nó còn xuống nữa và tại sao nó xuống nữa thì mình cũng đã sẽ giải thích trong cái video vừa rồi rồi ok cho những cái người đầu tư tiền điện tử cũng giống như bitcoin ok để mình bạn tham khảo nếu bạn coi được tới đây mà tìm được giá trị thì nhớ đăng ký cái kênh mở cái chuông lên còn không tìm được thì thôi nha ok mình tên là D nhau tới từ tiền Academy Kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam để mình nhắc lại thêm một lần nữa vàng Bitcoin bất động sản là ba thứ bạn nên quan tâm những tháng và năm tới đây cổ phiếu cổ phần sẽ rớt xuống còn tên hả? xuống thêm 2 tới ba nữa nó là vậy nó là thực tế nó là uh, những uh, thông tin dựa th dựa theo data mình tìm được. Và mình mong những cái gì mình chia sẻ thì bạn có thể đào sâu hơn. Và nếu bạn có những cái suy nghĩ khác thì nhớ nhắn vô để anh em mình còn bàn luận với nhau. để để, để come up lại tìm ra một cái gọi là solution, một cái cách xử sự, một cái một cái gọi là một cái đầu tư khôn ngoan cho một cái cộng đồng. Vậy thôi, mình tên là Daniel Cảm ơn bạn